Xin chào các bạn đã đến kênh của Kiên Vi. Hiện tại vào gặp luôn thần rồng Maganga, Vera Rom Barum lão hán, Krích Nắc sĩ tự kỷ. Còn bạn kia thì nói chung là không ra cái tên gì luôn, đặt tên là không không đọc được luôn. Krích Nắc thông thạo, nói chung tét tướng này, mỗi con Barum thông thạo hết thôi anh em ạ. Bình thường. Preta, Preta mình cũng định đổi con Preta lúc đây đấy, nhưng mà con này nói chung là kiểu cái chiêu nó ulti chậm quá, người ta né được ulti cho nên không không mua thì vẫn mua, vẫn đổ đồ nhưng không không chơi, chiêu nó chậm. Anh em trách mắt thuộc quá, hôm qua nó nghịch bùa rồi đấy, bọn nó cũng nghịch đấy. Gấu qua trách bùa đây, gấu qua trách bùa đây. AD mình bị sao đây? Gấu ơi đánh nhá, đánh con rơi luôn nhá. Ăn ăn nhanh con tơ lính đi, dùng hết Q ăn tơ lính đi. Để đánh đánh vào con chim này, đánh vào con chim này. Đánh này, đánh này, đánh này. Đánh này, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Bộc phá không? Có bộc phá không? Được, hợp lý. Ăn chim luôn này, ăn chim xong qua red của nó luôn gấu ơi, bởi vì tôi không xuống đấy nữa, nó ăn ăn red của tôi trên kia rồi. Gấu ơi hỗ trợ, bỏ rồi, không có đồng đội qua này nó cướp rồi này, đánh máu lắm. Được 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 được, hợp lý. Tôi có điểm hỗ trợ rồi, xin một tên lính mít nha. Xin mấy con thôi. Rồi. Đang tiếp cho lên level 4, mất hết rừng rồi. Mất hết tài nguyên rồi. Gấu ôm nữa nha. Không ganh gấu nữa. Gấu xanh rồi. 2 kill vào mồm rồi. Rồng luôn anh em, manga kìa. Manga tốc chạy rồi, lên đây bắt nó này. Nó mất chiêu tốc tốc hành rồi, lên đây. Gấu ơi lui về. Bị cắn đau quá. Gấu ơi, gấu ơi, gấu ơi. Nó hỗ trợ cái. Qua nó làm con blue luôn kìa. Từ từ. Không được nói tục nha bạn nha. Mình chơi với nhau mình không không được chửi. Chửi không được chửi bậy đấy. Đang ăn cơm mà kiểu tôi up clip lên YouTube đây, bố mẹ ông nghe tiếng thì nó lại không thành văn minh, văn minh lắm kiểu kiểu vậy. Giọng giọng con trai này, giọng đứa con trai này, con trai mình với gấu kia. Từ từ chơi đây, chơi đây, chơi chơi đây, chơi chơi đây, khô máu đây, hết nó chiêu, nó hết chiêu rồi, lên ăn bùa, ăn con đỏ nó luôn, ăn con đỏ luôn. Lấy thẳng mít nó, lấy mít luôn, đánh thẳng mít luôn qua con blue nó luôn, qua blue nó luôn này, qua blue này, qua chết con blue nó này, băng trụ luôn, giết luôn, giết luôn, đánh luôn, khô máu luôn. Đối với Nakroth nó không phải sợ, anh em lấy trụ đi. Rồi lui về, lui về tí á. Con Preta nó ra chiêu hơi chậm. Người ta né được chiêu. Nhưng mà ví dụ trong gia tranh núp ở trong bụi ấy, núp ở trong bụi là ăn được mà. Từ từ á, gấu ơi lui về, lui 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 sâu tí.
đập lính đó, đập lính, đập lính ấy, đập lính ấy. Lấy lính, lấy lính, lấy lính, lấy lính, lấy lính, lấy lính. Vô, lấy trụ, lấy trụ, đập trụ, bốn đứa nó dưới rồi. Đập trụ, đập trụ. Lấy được trụ mà, lấy được trụ, lấy được trụ. Lấy được trụ rồi, anh em lui, anh em dưới kia đừng đánh, nó thiếu người à. Lại vãi cái gì đấy ạ? À? Ui trời ơi, đang ghi hình anh em ơi. Đang livestream trực tiếp đấy anh em ạ. Thế là con bà luôn. Đưa cái kính. Bài trên đấy nhá, gấu nhá. Tôi phải khoan rừng tí. Sau đó tôi xuống đang dưới con mát. Ok này. Không biết là nói từ nãy đến giờ anh em nghe miếng mic không? Mít 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 mít. Để mình dọn mít cho nhá anh em nhá. Để mình dọn mít cho. Anh em dưới combat dưới đây. Mình dọn tốt cho nữa anh em cứ dưới combat này, hai đường này mình lo. Nấp đây nè, nó về nè. Bộ Zuka xanh rồi, đây là những xanh rồi. Nó làm gì được đâu. Nó làm gì. À, vô đây à. À làm gì nhau. Làm gì nhau. Làm gì nhau. Nó định bập mình luôn đấy, không làm gì được, yếu luôn. Nhau như nhau. Lên lên check mắt này, Kret này lên check mắt để đánh nó luôn này. Đánh mid kìa, đánh mid đi, đánh mid đi, tôi xuống ấy. Nộ, có nộ chơi luôn. Đánh thẳng mid đi, không ai chơi mid à. Đừng đi chung nữa. Tản ra combat đi, combat lẻ đi. Cà khịa đây. Cà khịa rồi. Đánh, 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 đánh. Tôi lâu lâu tôi mới được vào combat tí ấy. Con đi đẩy đường này. Mít kìa, ra mít kìa, ra mít combat kìa. Băng trụ luôn này, Kret còn có nộ, nộ luôn, nộ đánh luôn. Nộ đi. Xử luôn, nộ lên, nộ đi. Đứng đây rồi. Đợi lính liền. Đợi lính liền này. Con manga, con mga này sắp đi rồi. Red không nổ. Red nổ đi, đây này, AD nó này. Chưa chịu nổ à. Manga nó kìa, manga nó sắp đi rồi. Hơi lác lác, mạng hơi giật giật đấy. Ấn kim mà nó hơi nặng. Đúng không, ăn bùa đỏ đấy. Lên này, lên này.
Làm con rồng á? Đẩy 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 nốt tôi lính dưới á, lên trên đi, lên trên hết đi, lên trên hết đi, đẩy nốt tôi lính rồi lên, tôi lên, đúng rồi, lên trên hết, tôi nhảy nhanh lắm, lát lên lên trên luôn, xê ra luôn, thấy nó ở đây rồi, xê ra luôn. Ừ, anh em không ăn xê ra à? Lùi lùi tí ăn, lùi tí ăn. Đang đẩy đường nha anh em nha. Rồi xuống với anh em luôn ạ. Đi tấn công đi, tấn công đi. Đánh. Đánh được rồi, đánh được rồi. Để rừng nó đẩy như thế. Rừng lan dưới này, lan dưới này. Đi ra đây rồi. Bên một đứa khỉ xuống lan dưới đi. Gấu xuống lan dưới, đẩy lan dưới đi. Tôi đi đẩy cho, tôi đi đẩy cho. Anh em đuổi, anh em đuổi á. Nè, chơi tiếp, đánh trong trụ ơi, đánh luôn nó trong trụ ơi. Easy quá. Này, Zuka MVP luôn ạ, này, cần hai luôn. Thì có 9 ca vàng thôi.